Chuyện đêm khuya Phần 1 Hạ Hiền gặp sư vô độ. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 tại Thanh Hải Nhiếp Thị. Nhiếp Hoài Đan chùm trăng, y thắp một cây nến màu trắng. Sau đó y nhìn mọi người xung quanh và trầm động kể: Ngày xưa khi các vị thần thánh và ma vĩ không đợi trời chung, có một vị thần được thế gian hay gọi là sư vô độ, hoặc là thủy thần, thủy sư. Sư vô độ có một đệ tên là Thanh Huyền, vô cùng xinh đẹp, làm cho một con quỷ tuyệt tên là Hạ Huyền vô cùng yêu thích. Con vị ấy luôn chờ đợi thời cơ để bắt đệ của sư vô độ, vì thế đã hóa thành một vị thần tên là Minh Nghi theo dõi sư vô độ. Có một ngày, sư vô độ nhận nhiệm vụ phải đi một nơi rất xa. Thời gian sư vô độ rời đi cũng là lúc Thanh Huyền ngây thơ, yêu thích không buông tình quỷ tuyệt Hạ Hiền này lúc nào cũng gọi: Minh Huynh, Minh Huynh. Còn quỷ ấy cứ nghĩ rằng mình đã sắp thành công chiếm được Thanh Huyền. Thế nhưng không may cho con quỷ ấy là sư vô độ đã trở lại. Sư vô độ không có ý nghĩ sẽ đi làm xa thêm một lần nữa, vì sẽ mất đệ của mình. Sự trở lại của sư vô độ đã khiến con quỷ tiệt Hạ Hiền tức điên lên. Con quỷ ấy liền rủ rỗ Thanh Huyền tới Hắc Thủy để cao chạy xa bay. Không khéo sao lại bị sư vô độ phát hiện và đuổi theo không dứt. Vì tức giận và không còn cách nào khác, Hạ Hiền đã bắt giữ hai anh em sư vô độ lại, bắt Thanh Huyền phải chọn đứa hắn và anh trai. Thanh Huyền vì anh trai nên quyết định hy sinh bản thân ở lại cùng với con quỷ tuyệt Hạ Hiền. Con quỷ tuyệt Hạ Hiền lại không giữ lời hứa, vừa quay đầu đi đã bứt đứt đầu sư vô độ ra trước mắt Thanh Huyền. Hạ Hiền nói với Thanh Huyền: Ta trở thành tuyệt cũng là do ngươi và anh trai ngươi làm ra. Sau đó Hạ Hiền không thả Thanh Huyền đi mà giữ Thanh Huyền ở lại bên cạnh mình, trong lòng vô cùng ân hận nhưng không thể nói ra trước mắt Thanh Huyền, vì nhìn nước mắt Thanh Huyền rơi trong lòng không được vui. Một đêm không nắng không mây tại Hắc Thủy Vực, Hạ Hiền đang nằm trên giường ngủ cùng Thanh Huyền thì hắn cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Hắn khó ngủ như có cảm giác ai đó đang quan sát hắn, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng khi ở cạnh chủ nợ ấy, nhưng lần này có chút gì đó khác. Quá khó chịu, Hạ Hiền tay hơi cứng ngắc, rít xích lại gần Thanh Huyền và chân mày hễ trao lại. Sau đó thò tay muốn ôm người bên cạnh vào lòng để trấn an bản thân, nhưng Hạ Hiền chợt nhận ra cơ thể mà hắn ôm vừa cứng vừa khôi hơn gấp mấy lần so với ngày bình thường. Mũi của hắn còn ngửi được cả mùi tanh tươi của máu. Hắn lập tức mở mắt ra, trước mắt hắn là thi thể không đầu, là một thi thể không đầu. Nhiếp Hoài Đan đột ngột nhấn mạnh: Không có đầu, là không có đầu. Làm người anh hét ầm lên, ôm lấy Lam Trạm bị y ghét bỏ kéo ra và nhàn nhạt nói: Vô vị.